người đứng từ xa chờ em về, một người luôn luôn mang từng đêm. Một trong những dòng loa mà ai nghe đến tên cũng phải thốt lên câu thiên đường của âm thanh, không loa nào khác chính nó rồi đấy, loa Maxxl, dòng loa không còn xa lạ đối với khách hàng thời nay nữa. Ở mọi độ tuổi, mọi thời điểm, nay bên phụ kiện điện thoại nguyên năng mới về em loa tuyệt phẩm này là phải chia sẻ cho các anh chị ngay. Em loa cầm tay với thiết kế nhỏ nhẹ nhưng âm thanh cứ gọi là tuyệt cả là vời. Như được biết đấy, chất âm của em nó cực kỳ hay với cấu trúc âm thanh cực kỳ ấn tượng. Để mà nói về thời gian nha, tuy nhỏ mà có võ, thời lượng pin em nó lên đến 20 giờ và sạc đầy chỉ trong vòng từ 4 đến 5 tiếng. Ngoài ra còn có khả năng sạc ngược thiết bị di động, dùng nằm pin dự phóng nút cấn, tiện lợi quá chứ nhỉ. Khả năng chống nước đạt chuẩn IP67. Đặc biệt em nó còn trang bị tính năng Stack Mode cho khả năng kết nối nhiều loa Mixton cùng loại. Khả năng kết nối Bluetooth cứ gọi là cực nhanh, cực mượt, âm thanh cực rõ ràng, cực nét. Kể là khi sử dụng mẫu loa này, bạn cũng sẽ góp phần bảo vệ môi trường khi em nó được hoàn thiện bằng 55% nhựa tái chế sau tiêu dùng từ đồ điện tử, chai nước và vỏ đèn ô tô đã qua sử dụng. Và em loa Maxxl này còn có khả năng kháng hoàn toàn bụi bẩn, có thể kháng nước ở độ sâu 1m trong vòng 30 phút mà vẫn hoạt động bình thường. Kiếm đâu ra em loa với âm thanh cực kỳ sắc sảo như thế chứ? Trời ơi, các cửa hàng ơi, trần trò gì nữa mà không lên đơn ở bên phụ kiện điện thoại Nguyễn Đăng nào.